Xin chào cả nhà, em vườn hoa lan rừng chọn MBS Hôm nay thì em chồng lại tiếp tục lên phiên bán hàng à, Chia sẻ cái giống lan Giống lan hồ điệp rừng nha cả nhà Đó, hồ điệp rừng Đặc biệt cái dòng hồ điệp rừng này á Thì cây nó nó rất là xiên cho hoa nè cả nhà Đó, như cả nhà mình nhìn thấy nè Hoa rất là nhiều nha Thậm chí như những cây nhỏ luôn Mà nó để cho hoa hết rồi Hôm nay thì à, em trồng à, có về được cũng rất là nhiều và em chọn phân mẹ ra phân mẹ ra em chia sẻ cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm đặc biệt cái dòng hồ điệp rừng này thì thứ nhất đó là cái cây nó khỏe này cây nó khỏe dễ trồng dễ trồng dễ chăm sóc với lại cây rất là xuyên cho ho đó như cả nhà mình thấy nè cây nhỏ như thế này mà nó đã được hai bốn năm vòi hoa đó, thì cả nhà mình thấy là cái dòng này là siêu tầm rất là ok đúng không ạ hôm nay thì em chồng cũng phân mẻ ra phân mẻ ra bán cho các anh chị em cô chú nhà mình siêu tầm hôm nay thì em chồng có phân mẻ cây đơn nè rồi à, các bụi nè hàng nguyên về đó cả nhà đó cả nhà mình xem nè cây chút xíu như thế này nhỏ này mà để cho ho hết rồi À, thì cả nhà mình à, các anh chị em cô chú mà ai chưa có cái dòng này thì à, mình nên siêu tầm nha mình siêu tầm về mình trồng à, thứ nhất hoa nó cũng đẹp nữa nè hoa đẹp hoa nở lâu hoa này à, hồ điệp rừng này thì nó nở ngoài một tháng còn à, cái màu sắc hoa cái màu hoa thì à, cái này nó cũng rất là đa dạng mặt hoa có thể là cả nhà mình về sổ nó sẽ nở được ba cái mặt hoa luôn Đó ba màu hoa mà nó là mà màu màu tím này đó màu tím này rồi màu trắng này rồi màu phớt hồng này đó cho nên là cái dòng này chơi được một cái là nó rất là đa dạng cái mặt hoa thì về cả nhà mình ghép lên một giò thì khi nó ra hoa nó rất là đẹp nha rồi hôm nay thì em chọn vào phiên bán hàng em chọn bán cái mẹ a nha đó cái mẹ a em chọn phân đơn hết rồi nè nó cái mẹ a 1 này Nhà là nó 10 cây nó 10 cây như thế này thì em chọn bán với giá là 80 ngàn cho 10 cây hồ điệp rừng cả nhà mình xem nè trong này 10 cây nhưng mà hầu như là đã 10 đều 10 cây nó đã cho ho hết rồi nha đó cái dòng này nó ok một cái là nó như vậy rồi tiếp theo thì em sẽ lên cái A2 cái A2 này thì cũng vẫn là 10 cây 10 cây này em bán với giá là 90 ngàn đó, 10 cây hồ điệp rừng Em bán với giá là 90 ngàn Và đặc biệt thì hàng dân đi về trong ngày Cho nên là hàng rất là tươi Đó, cái này thì em chồng cũng cầm cái cây lên cho cả nhà mình xem này Hàng rất là tươi rói nha Lá luôn là cứng lá, đứng lá luôn nè Cho nên về cả nhà mình trồng rất là ok Rồi, tiếp theo em sẽ lên cái A3 A3 này thì em cũng sẽ bán 10 cây 10 cây như thế này em bán với giá là 80 ngàn Tiếp theo em lên cái A4 A4 là cũng 10 cây 10 cây như thế này thì em bán với giá là 80 ngàn Đó, cây rất là đẹp này Cả nhà mình xem, cây nào nó cũng đã cho hoa hết rồi nha Rồi, tiếp theo là A5 A5 này em bán với giá là cũng 80 ngàn luôn nha đó e 5 mẹ nào nó cũng như mẹ nào nha cả nhà cây em chọn phân nó rất là đều như ví dụ có thể là cái mẹ cây nó nhỏ một tí thì em chọn sẽ phân nó là 11 cây còn cây đẹp cây đạt thì nó là cứ cái chuẩn nó là 10 cây đó vậy rồi tiếp theo em sẽ lên mã a 16 a 6 này em cũng bán với giá là 80 000 cả nhà mình uh, lưu ý giúp em là bên em chọn bán hàng thì vẫn là hình thức cũ nha nó chưa bao gồm uh, tiền uh, phí ship cái tiền phí ship á, thì cả nhà mình thanh toán cho bên nhân viên bưu điện giao hàng tại nhà giúp em nha đó cái phí ship nó là bốn mươi ngàn thì uh, cả nhà mình muốn lợi cước á, thì cả nhà mình có thể gộp đơn cả nhà mình gộp bốn năm đơn gì thì phí ship nó vẫn là bốn mươi ngàn em chuyển thì em chuyển phát nhanh em chuyển bên uh, bưu điện nha đó, bên em chọn bán hàng thì nó phân ra rõ ràng Cái tiền nào nó ra cái tiền đó Không có gộp uh, chung vô Bao ship á, thì cái tiền ship nó cũng gộp vô tiền hàng Thì nó cũng vậy cả nhà Cho nên em chọn phân rõ ra nha Rồi cái A6 này là 80 ngàn nha Rồi tiếp theo em sẽ lên cây A7 A7 này thì em bán cũng với giá là 80 ngàn Rồi tiếp theo là A8 A8 này em cũng bán Cái mẻ này thì em cũng bán với giá là 80.000 nha Nó em chồng quay nó rất là kỳ lượng nha cho nên cả nhà mình có thể coi kỹ mã rồi mình chốt nha rồi tiếp theo là em sẽ lên A9 A9 là hết cái chỗ này hết chỗ này thì nó là 10 cây 10 cây này thì em chồng cũng bán với giá là 80.000 rồi tiếp theo là cái A10 A10 này em cũng bán với giá A10 này thì em bán với giá là 90.000 nha đó cái mẹ A10 này mẹ A10 90.000 các anh chị em cô chú nhà mình mà muốn chơi để có một được một cái bụi to thì cả nhà mình uh, lấy hai đơn hai đơn về về mình dồn vô một chậu nha đó cái hồ điệp này thì cả nhà mình phải trồng nó dày một tí nó mới đẹp nha chứ còn mà mình trồng thưa thì nó không có đẹp đâu ạ à. và đặc biệt á, cái dòng này á, thì cả nhà mình trồng thứ nhất nó khỏe này cho nên cái này về cả nhà mình tỉ sơ rễ nha đó cả nhà mình dọn những cái rễ cũ nè cái rễ cũ mà nó còn cái cọng không này cả nhà đó các anh chị em cô chú như mình cắt bỏ hết đi cắt bỏ hết những cái rễ cũ đi và mình đặt nó lên trên chậu mình lắp nó cỡ xuống ngay ngay cái chỗ cái cái ngón tay của em chồng này nha đó mình cứ lắp vừa phải thôi mình không cần phải lắp sau đâu cho rễ nó tự nó nó bò xuống nha hoặc là cả nhà mình có thể ghép vô gỗ thì cả nhà mình có thể đặt hỏng luôn cũng vẫn được chứ không việc gì nha nó cứ ốp xét dài hoặc là mình đặt vô cái thân cây gỗ đó nó nằm vô đặt vô cái thân cây gỗ nó như thế này cũng vẫn được nè đặc biệt dòng này thì nó rất là khỏe a 11 em cũng bán với giá là 80 ngàn rồi tiếp theo là cái a 12 a 12 này em cũng bán với giá là 80 ngàn trên màn hình thì em chồng có để cái hình hoa cả nhà mình tham khảo trên màn hình nha rồi A13, A13 mẹ này thì em cũng bán với giá là 80 ngàn nha cho cái 13 này rồi A14 A14 cái mã này thì em bán với giá là 90 ngàn Đó 90 ngàn cho mẹ A14 nè Rồi tiếp theo là A15 A15 mẹ này thì em bán với giá là 80 ngàn A16 A16 mẹ này thì em vẫn bán với giá là 80 ngàn nha Đó A16 nè Cây rất là tươi nha A17 A17 mẻ này thì em cũng bán với giá là 80 ngàn A18 A18 mẻ này thì em cũng bán với giá là 80 ngàn Toàn bộ cái phiên bán hàng này là toàn bộ là cái hàng chuẩn hàng đẹp hết nha cả nhà Thứ nhất là tươi nè Thứ hai là cây đẹp nè Cây không có bị gãy bị gãy dập nha Cái này toàn bộ là hàng bên em trọng nhập về trồng Cho nên là mình lựa những toàn những cái hàng đẹp mình bán nè cho nên em lên phiên bán hàng nè. Chỗ này thì em nhập 20 kg, 20 kg về thì mới có thể lựa ra được những cái hàng này. Đó, đây là cái thùng cái thùng hàng nè, cái thùng hàng 20 kg lan thì mới có lựa ra được bao nhiêu mẹ đó thôi. Còn toàn bộ như cả nhà mình xem nè, như trong cái thùng còn lại nè, là toàn bộ là cây gãy lá với lại cây sức lá nha. Đó là cho nên là như bên đây, bên em trồng là trồng mình nhà vườn mình nhập về mình mình trồng là có thể mình lựa cái hết cái hàng đẹp mình bán còn cái hàng xấu mình trồng lên mình trồng nó thuần nó tốt thì hai ba năm sau em lại bán tiếp nha đó cho nên là cả nhà mình mua hàng bên em là cứ yên tâm về cái chất lượng hàng đó như có thể là mà cái mẹ cả nhà mình ưng cái mẹ cây đẹp đi thì có thể cả nhà mình mua cái giá cao chứ nhưng mà nó đáng với cái đồng tiền cả nhà mình bỏ bỏ ra mình mua cây nó đẹp thì buộc cái giá nó phải cao bởi vì là toàn bộ là hàng lừa hết mà cả nhà đó cả nhà mình thấy này toàn bộ như cái thùng hàng mà để để lại trồng này Lựa trong lô ra này là toàn sức lá gãy lá này nó như những cây như thế này thì không có trong đơn nha đó cả nhà mình cứ yên tâm đó cả nhà mình thấy này đó, trong đây là 10 cây đều như 10 hết nha 30 kg mà mới lựa ra được những cái mẹ đó thì cả nhà mình Ừ, cứ yên tâm về Cái phiên Cái mẹ bán hàng này Cả nhà mình chốt nha nó như cây mà dập lá vậy là Em chồng không có lên trong đơn nè Đó Gãy lá còn có một bên nè Toàn bộ là Trong này thùng này là hàng Hàng như vậy hết nha Hàng xấu nè Đó còn hàng đẹp thì em sẽ lựa em lên phiên bán hàng toàn bộ Rồi tiếp theo em sẽ lên mẹ bên này Mẹ bên này là hàng nguyên một bụi hàng nguyên bụi nguyên về. Đó như cái này là ba về này. Ba về A19. Đó, ba về. Ba về cái A19 như thế này, em bán với giá là 80 000 Đó, A19 nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên cái A20. A20 này là hai bụi. Đó, cả nhà mình chơi hàng bụi như thế này á thì à, cả nhà mình chốt những cái đơn này về mình vô chậu gỗ nha, chậu gỗ cho nó giá trị. A20 e em bán với giá là 120 000 Rồi tiếp theo em sẽ lên cái A21, e A21 e này nó là 3 bụi. 3 bụi như thế này. Đó, 3 bụi toàn bộ hàng bụi này. 3 bụi như thế này em bán với giá 120 000 Toàn bộ là bụi đẹp không nha cả nhà. Đó, 3 bụi. A22, e A22 e thì 2 bụi như thế này. À cái này 3 bụi nha cả nha. Đó, A22. 3 bụi như thế này thì em bán với giá 120 000 cho 3 bụi. Đó, 3 bụi như thế này. 120 000 Rồi, tiếp theo là A23. A23 cũng 3 bụi như thế này, em cũng bán với giá là 120 000 Đó, 120 000 cho 3 bụi như thế này. Đó, ba bụi to đẹp này cả nhà. Rồi tiếp theo em sẽ lên cái E24. E24 thì hai bụi. Hai bụi như thế này em bán với giá 101. Đó, hai bụi như thế này. Về cả nhà mình có thể lên được một giò bự rồi nè. Đó, cả nhà mình xem nè, đặc biệt cái dòng hồ điệp này thì cây rất là khỏe nha, rễ đang ra chi chít luôn rồi nè. Rồi tiếp theo em sẽ lên A25. E25 là hai bụi hai bụi như thế này Đó, cây thuần đẹp à, cây um, cây còn tươi đẹp nha Em nói nhầm Đó, cây còn tươi đẹp này cả nha Đó, em bán với giá là 130 ngàn Cho cái E25 E26 E26 là ba khóm Đó, ba bụi nè ba bụi này thì em bán với giá 120 ngàn đó, 120 ngàn chưa bao gồm phí ship A27 hai bụi này hai bụi này thì em bán với giá là 130 ngàn 130 ngàn cho hai bụi nha Rồi tiếp theo là em sẽ lên cái A28 A28 thì hai bụi này hai bụi này em bán với giá là 100 ngàn nha đó, hai bụi như thế này. Em bán với giá là một Cái này ba bụi, ba bụi như thế này, em bán với giá là 100 000 A29 hai bụi A29 ba bụi. Đó, ba bụi như thế này thì em bán với giá là 100 000 Đó. Ba về. Yeah. A30 đó, A30 là hai bụi, hai bụi như thế này thì em bán với giá là 120 000 Nó đặc biệt là cái dòng này nó rất là xiên xiên hoa này rồi nó còn sai hoa nữa. Và cái này thì cái ngồng hoa của nó cũng rất là dài nha. A31 hai bụi như thế này em bán với giá là 130 000 nó toàn bộ cái này là cái hàng cứ nguyên một bụi nguyên một bụi không nha cả nhà. Rồi A32 3 bụi này thì em bán với giá là 101 Đó 3 bụi này 101 A33 2 bụi này 1 2, 3, 4 Nó đến 4 bụi luôn cả nha Đó 4 bụi như thế này thì em bán với giá là 130 ngàn Đó 130 ngàn cho 4 bụi A34 a34 hai bụi này thì em bán với giá là 120 000 a34 120 000 cho hai bụi như thế này a35 2 bụi A35 cái này là rồi Cái này nó nguyên một bụi luôn rồi nguyên một dè đó cái mẹ này thì em bán với giá 130.000 ngàn. 130.000 ngàn cho cái A35 nha A36 hai bụi như thế này. Ồ cái bụi này nó cây con rất là nhiều nè. Đó, cả nhà mình thấy nè, như trên rừng này nó mọc uh, cái bụi này nguyên một dàn rất là dày nè. Cho nên cả nhà mình cái hồ điệp á thì cả nhà mình uh, cứ ghép nó dày dày một một tí thì hoa cho nó sum xuê nha. Rồi A36 hai bụi này, hai bụi này hai bụi lớn nè. Em bán với giá 150 000 A37 a 372 bụi này Đó, hai bụi này Em bán với giá 140 ngàn Cho hai bụi này A38 hai bụi này em bán với giá 130 ngàn Đó, về cả nhà mình uh, tha hồ Mình sổ mặt hoa luôn nha Rồi, tiếp theo thì em sẽ lên cái A39 A39 này thì hàng Cái này thì hàng VIP nha cả nhà đó toàn bộ cây to này cây to đẹp này. Cả lô, cả lô cả 20 kg mới lựa được hai cái đơn đẹp này. nó A39 thì cái mã này em bán với giá là 180 000 nha. nó 180 000 nó 2 4 6 8 9 10 11 12 cây. 12 cây A39 180 000 Rồi tiếp theo là A40 A40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Cái A40 này 13 cây Thôi cái này em cũng bán 180 ngàn đi Các anh chị em cô chú mình à, Ai mà chốt trước á Thì mình được à, cái mẹ đẹp mà rẻ nha Rồi tiếp theo thì em lên cái mẹ cuối cùng Mẹ cuối cùng là mẹ A41 nè Đó cái mẹ A41 này mà dành cho các anh chị em cô chú nhà mình à, Ai muốn vô một cái chậu gỗ một cái chậu gỗ đường kính 40 thì mình muốn làm chậu bự á thì mình lấy cái mẻ này. Đó, cả nhà mình xem nè, cái mẻ này là toàn bộ là năm cái bụi này. Năm cái bụi này là toàn bộ là cái bụi đẹp hết nha. Đó, em quay từng bụi cho cả nhà mình xem nè. Đó, đây là một bụi nha. Đó, đây là bụi thứ hai. Bụi thứ hai. Bụi thứ ba. Đó, toàn bộ là cây đẹp không nha. Bụi thứ tư rồi và đây là bụi thứ năm đó cây đẹp Cây vip không nha Rồi 5 bụi này thì em bán với giá là 350.000 350.000 cho 5 bụi cái này thì về cả nhà mình dồn hết vô một chậu nha bởi vì toàn bộ cái này là toàn bộ là cái hàng vip hết nè 5 bụi 1 1234 5 5 bụi A41 à, 350 ngàn Rồi phiên bán hàng à, của em đến đây Thì em cũng xin phép à, kết thúc Và hẹn gặp lại cả nhà mình à, Video clip sau em sẽ lên à, Nó đa dạng giống hơn à, nữa nha Rồi em xin chào à, Và hẹn gặp lại